iPhone 10 này thì đã được iPhone 10 này thì đã được cấu hình học cái mặt của tôi. Và bây giờ tôi sẽ đặt nó trên cái giá. Và như vậy cái đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm là mở khóa chiếc iPhone này. Đầu tiên chúng ta thấy đây là trước mặt chiếc iPhone là không phải là một người. Và chúng ta cùng xem. Hả? 0.26. Chúng các bạn chú ý vào màn hình. Như vậy rõ ràng là trước mặt chiếc iPhone thì không phải một người nào cả. Và chiếc iPhone sẽ yêu cầu là chúng ta nhập passcode để có thể truy cập được chiếc điện thoại này. Bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm lại và tôi sẽ mở khóa chiếc iPhone này bằng chiếc mặt nạ được thiết kế đặc biệt. Rồi. Các anh chị có thể chú ý vào phía màn hình. Vâng. Hôm trước thì trên cái clip ở trên chúng tôi đã công bố thì cái hình ảnh nó hơi nhanh nên một số bạn không nhìn thấy cái hình ảnh cái khóa ở trên màn hình. Vâng, rất dễ dàng để mở khóa. Và đây thì chúng ta sẽ cùng xem cái cấu hình security của Face ID vẫn đang để ở chế độ yêu cầu cao nhất của cái cấu hình, tức là cái cấu hình này nó sẽ yêu cầu là cái chủ nhân, theo giới thiệu của Apple thì nó sẽ yêu cầu chủ nhân phải nhìn trực tiếp vào cái điện thoại thì điện thoại đó nó mới được mở khóa. Tuy nhiên thì như chúng ta thấy là cái chiếc mặt nạ này thì đã mở khóa được. Và để chứng minh cái chiếc điện thoại này là của tôi thì tôi sẽ thử mở khóa bằng chính khuôn mặt của mình. Vâng, nó đã tự mở các góc độ khác nhau. Ok. Chị ơi, chị áo xanh. Vâng. Chuyển giúp mình sang.